Hear My Voice, lần đầu ba hạt ngọc mới, The Voice Hà Văn Đông và Việt Nam Got Talent Dương Quyết Thắng, Fashion Design Minh Thái đến Hoa Kỳ. Hear My Voice cùng Caron Kim, Kim Anh, Như Quỳnh, Hoàng Lan, Teresa Mai, Thanh Hằng, Thanh Hà, Adam Hồ, Phương Dung, Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ và Nguyễn Thị Minh Ngọc. Chỉ một suất độc nhất tại Performing Arts Center vào lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng 11. Vé bán tại Tú Quỳnh và Bích Thu Vân. Đặc biệt, trong vé mua có tặng một sợi dây chuyền ngọc trai. Ngọc trong tim, xin kính mời.